Chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Chúng ta đều biết, bên ngoài trái đất luôn chứa đựng những điều vượt xa trí tưởng tượng của con người. Người ngoài hành tinh chẳng hạn, hay những tiểu hành tinh chứa đầy kho báu. Nghe rất khó tin, nhưng chúng hoàn toàn có thật đấy. Dưới công nghệ thăm dò hồng ngoại, các nhà nghiên cứu đã khám phá được khá nhiều hành tinh có chứa vàng, kim cương hay hồng ngọc. Trước sự hấp dẫn đó, Mỹ và NASA đã đặt ra mục tiêu là phải khai thác những kho báu vô tận này. Nhưng trước khi họ khai thác được các kho báu này, thì chúng ta hãy tìm hiểu xem chúng là những tiểu hành tinh nào trong video sau nhé. Bốn tiểu hành tinh chứa đầy kho báu mà Mỹ và NASA luôn muốn khai thác. Một, 16 Pisces. Pisces được đồn đoán từng là một hành tinh to lớn chứa đầy đất đá, nhưng bị thiên thạch đâm không ngừng dẫn đến việc ngày nay tiểu hành tinh này có kích thước nhỏ hơn nhiều. Nhưng đó không phải là điều chúng ta nên quan tâm. Điều đáng chú ý ở đây là lượng kim loại khổng lồ bên trong tiểu hành tinh này có giá trị tới 10 triệu tỷ đô la Mỹ, theo Forbes. Nếu đổi sang tiền Việt, các bạn hãy thử tính giùm chúng tôi con số là bao nhiêu nhé. Thật khó tưởng tượng giá trị của một tiểu hành tinh nằm cách xa trái đất tới 370 triệu km. Thiên thạch hiện là một trong những mục tiêu hàng đầu của NASA. Theo ước tính, nếu mang được thiên thạch này về trái đất, số lượng kim loại quý bên trong nó có thể khiến toàn bộ nền kinh tế thế giới điều đứng. Khi đó, giá kim loại như nhôm, nickel sẽ tụt dốc thảm hại và nhiều công ty sẽ phải đóng cửa. Trước sức hút của con số 10 triệu tỷ đô la Mỹ, NASA sẽ phóng tàu vũ trụ khám phá tiểu hành tinh này vào năm 2022. Con tàu dự kiến sẽ đến nơi vào năm 2026. Nó sẽ bay quanh Pisces trong 21 tháng, vẽ bản đồ tiểu hành tinh và phân tích kim loại bên trong để phục vụ cho công cuộc khai thác trong tương lai. 2. 55 Kansgree. Thông thường khi nói đến quặng mỏ kim cương ở Nam Phi, chúng ta thường suýt xoa ao ước. Nhưng bật mí cho các bạn, chúng chẳng là gì so với hành tinh 55 Kansgree. Hành tinh 55 Kansgree được phát hiện bởi các nhà thiên văn học thuộc trường đại học Yale của Mỹ. Nó có bán kính lớn gấp 2 lần trái đất và có trọng lượng gấp 8 lần hành tinh của chúng ta. Hành tinh này cách trái đất khoảng 40 năm ánh sáng, nên bạn có thể quan sát nó bằng mắt thường từ hành tinh của chúng ta. Đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học xác định một hành tinh quay quanh một ngôi sao giống mặt trời. Nhưng với nhiệt độ cực nóng lên đến 2.148 độ C, các nhà nghiên cứu cho rằng sự sống không hề tồn tại trên hành tinh này. Và họ cũng nhận ra rằng bề mặt của hành tinh này dường như được bao phủ bởi than trì và kim cương. Tiến sĩ David Spiegel, giáo sư về thiên văn học tại trường đại học Princeton, Mỹ, đánh giá siêu trái đất giàu kim cương này là một bằng chứng cho thấy những hành tinh giàu kim cương khác thuộc các ngôi sao gần trái đất đang chờ chúng ta khám phá. 3. Hành tinh chứa đầy viên hồng ngọc HD219134B. Nghe cái tên hành tinh thôi, có tạo cho bạn cảm giác như mình đang ở một thế giới cổ tích với đầy ngọc ngà châu báu lấp lánh. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cho đến nay, các nhà thiên văn học đã phát hiện hơn 4.000 ngoại hành tinh. Chúng khác nhau ở nhiều điểm, tuy nhiên cũng có một số điểm chung để nhận diện. Riêng hành tinh hồng ngọc có ký hiệu HD219134B vừa được phát hiện có thành phần cấu tạo vô cùng đặc biệt. Hành tinh HD219134B nằm trong chòm sao Cassiopeia, được phát hiện lần đầu tiên bởi kính thiên văn Galileo trên quần đảo Canary, Italy năm 2015. Khác với trái đất, HD219134B được các chuyên gia nhận định nhiều khả năng không có loại sắt khổng lồ, nhưng rất giàu canxi và nhôm, từ đó khiến cho hành tinh có rất nhiều đá quý. Với khối lượng lớn gần gấp 5 lần trái đất, hành tinh này được xếp vào nhóm siêu trái đất và nó là mục tiêu mà Mỹ cũng như NASA đang nỗ lực khám phá để khai thác mang về làm của riêng. 4. WASP 12B, WASP 12B. Kính thiên văn vũ trụ Spitzer của NASA đã phát hiện ra một hành tinh xa xôi cách trái đất chúng ta tận 1.200 năm ánh sáng. Hành tinh này có tên khoa học là WASP 12B
Nó quay qua một sao lùn vàng khá giống mặt trời với một chu kỳ quỹ đạo mất 26 giờ đồng hồ. Mặc dù ở rất xa, nhưng WASP-12b đã tạo động lực để NASA rút ngắn khoảng cách này. Bởi theo các chuyên gia tại NASA nhận định, WASP-12b là hành tinh đầu tiên có carbon nhiều hơn oxy. Điều này có thể lý giải bởi nhiệt độ bề mặt của nó lên tới 2.600 độ C do quá gần ngôi sao riêng. Dưới công nghệ thăm dò hồng ngoại, các chuyên gia nhận định dù phần lớn vật chất trên hành tinh này là dạng hydro khí, nhưng phần nhân hành tinh này có chứa nhiều hợp chất dạng graphite, kết cấu carbon tinh thể, kim cương. Chính vì thế mà nó làm cho hành tinh này chứa đầy kim loại, đá quý, v.v. kích thích sự nỗ lực của Mỹ và NASA trong việc chinh phục không gian để đến với kho báu vô tận này. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về nội dung hôm nay. Nếu thấy thích thú thì hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và như thường lệ, chúng tôi muốn nhắc các bạn là hãy đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!